Anh ở nhà coi nhà, em đi chơi một xíu nha. Đi chơi đâu? Qua nhà ăn mai cái bên nè ông. Ừ vậy thôi đi đi, coi canh giờ về ăn cơm đó nghe. Ừ. Đâu rồi? Ông đâu rồi? Trời ơi cái gì la làng âm thùm vậy trời? Mấy hôm nay ông qua nhà ăn mai làm gì? Ông nói thiệt đi. Qua nhà nó nào? Qua làm gì? Hôm qua sao tôi thấy cái quần trong ông nằm trong nhà nó. Cái quần nào trời? Cái quần có hình con Doraemon chứ quần nào? Ê không có nghe, em hỏi nó lại đi. Trời ơi quần giống quần là chuyện bình thường. Bình thường hả? Cái quần con Doraemon. Trời ơi trời, nấu nhỏ nhỏ dụm cái. Người ta nghe bây giờ. Nhỏ nhỏ gì? Bạn quần hình Doraemon có gì đâu sợ. Cái quần Doraemon là tôi đặt riêng cho ông. Nguyên cái vũ trụ này ông chưa kiếm được cái thứ hai đâu cho ông biết. Rồi rồi. Ghét ông quá lắm rồi. Tới con mai mà ông cũng đi gù ghì với nó. Đi ăn vụng mà bỏ ra cái quần. Bữa nay ông biết với tôi. Ông qua bển ở với nó luôn đi nghe. Trời ơi thiệt chứ. Ẩu quá trời ẩu thiệt chứ. Có cái quần mà cũng bỏ quên bển nữa. Tết này chắc khỏi ăn Tết với bả luôn quá. Rồi không biết có chổng không nữa, đi đâu mất tiêu rồi. Ủa? Cái quần này của mình mà. Ê! Về rồi đó hả? Cái quần của tôi treo ngoài sào nè. Ông mới chạy qua nó lấy về phải không? Lấy đâu lấy? Mới ngoài sơ đồ thấy nó treo ngoài sơ đồ nên đem cho em coi nè. Nói hay quá, vũ trụ không có cái thứ hai. Đi qua bển rồi nhìn lộn cái quần của nào về cự người ta. Thì lâu lâu lộn làm gì thấy ghê vậy? Bạn nhỏ hai đồ này, nó dám nói. Mai cái quần này có một không hai, mời em tính sổ nó. Thôi 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 thôi, gần Tết rồi, đừng đi kiếm chuyện giùm cái. Lỡ lộn rồi thôi. Đi vô trong lấy giùm ly nước coi. Nãy giờ chạy mệt muốn chết vậy. Gì nữa vậy? Cái quần ông phơi nhà mắc gì ông chạy? Có tập giật mình nè, bữa nay tôi không chơi tới bến cho mới sợ á. Cái gì nữa vậy trời? Em làm gì em làm tối ngày với em? Từ sáng tới giờ luôn á. Ăn cơm nước gì chưa? Ăn rồi. Em có chừa anh miếng tàu hũ ở trong bếp á, cho chồng anh tự ăn đi. Ủa? Tàu hũ gì có thấy miếng tàu hũ nào đâu? Tôi chừa ông có một dĩa tàu hũ à. Ông không ăn tàu hũ vậy ông ăn cơm không hả? Ủa chứ không phải em chừa anh con cá để trong thau hả? Anh chiên ăn rồi. Con cá chép tôi mua đưa ông táo về trời đó trời. Ai biết đâu tính em mua về cho anh ăn. Ông chạy đi mua con cá khác về cho tôi à. Sứng xa sứng xác à. Nè cá nè để đâu? Ừ ông đem vô nhà. Rồi mua con cá gì bịch nhỏ xíu vậy? Cá ba đuôi. Rồi kia đi mua cá chép đi mua cá ba đuôi chi? Cá chép là nào? Nãy em nói làm sao? Thì ông đi mua con cá khác cho tôi. Đó. Em kêu mua cá khác chứ mua cá chép hồi nào. Cá ba đuôi, cá kiển luôn rồi đòi gì nữa. Trời ơi trời, ông để dành ông ăn luôn đi. Cái gì em khùng hả em? Trời ơi, cá ba đuôi còn sao ăn. Trời ơi trời. Lúc ngày coi trên mạng toàn thấy đàn ông đi ngoại tình không vậy trời. Giết hại não, đọc xong muốn hết tin đàn ông. Nhìn gì vậy? Tính kiếm chuyện nữa hay gì? Đừng có quơ đủ cái nắm nha. Tôi nhìn ông chứ tôi nói gì? Có tặc gục gịch hả? Mà anh thấy đàn ông ngoại tình cũng là chuyện bình thường chứ có gì đâu em. Bình thường là bình thường sao? Trời ơi, làm đàn ông còn mệt hơn cái gì nữa. Đi làm tới tối mới về. Có khi làm tới sáng luôn nữa. Lo từ trong ra ngoài. Từ trước ra sau, tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền con cái này kia tùm lum hết. Mệt mỏi còn hơn cái gì nữa. Nhiều khi ở ngoài quen vài đứa xả chết cũng có vấn đề gì đâu. Ừ ha. Anh nói cũng có lý ha. Cái gì? Em cũng thấy có lý nữa hả? Đàn bà sinh nở cũng mệt mỏi lắm. Nhiều khi con của ai cũng đâu có vấn đề gì đâu. Anh thấy đúng không? Ủa? Sao ngồi đây? Sao về sớm vậy? Đi đám vui không? Vui gì mà vui. Lên bàn ăn. Ngồi gần mấy bà ham ăn, ăn giữ mấy xúc vậy. Trời ơi, ăn gì dữ vậy? Rồi em biết mấy người đó là ai không? Biết ai đâu. Trời ơi, gì kỳ vậy? Em ngồi ăn chung bàn cũng phải để ý coi ai chứ trời. Ơi, hơi đâu để ý anh ơi. Lo tranh thủ ăn, để em hỏi bà ăn hết là sao? Ở đâu? Ủa anh, cô Tám bên Mỹ về có ghé nhà mình không anh? Có, bà mới ghé cái đợt đây nè. Bà hỏi thăm em nữa.
Mà bà ghé chút xíu bà đi mất tiêu rồi. Ủa? Mà bà có cho mảnh gì không anh? Có sao không? Khá vậy? Ừ. Bà nói chuyện này về cho quà hơi nhỏ nhưng mà cũng đủ vợ chồng mình xài nguyên năm á. Nhỏ mà xài tới một năm đâu hả? Mà cũng đúng anh ơi, bên Mỹ một năm về một lần mà cho gì cũng phải rồi. Mà anh khui ra chưa? Rồi, bà vừa về là anh lấy anh khui liền luôn á. Cái gì mà xài nguyên năm dữ hả anh? Cuốn lịch. Cuốn lịch. Anh, nay em đi chợ người ta khen quá trời luôn. Khen gì? Ta khen em lúc này đẹp chứ trẻ nữa. Ừ, gần Tết mà. Gần Tết là sao? Người ta khen em đẹp mắc gì tới Tết trời? Thì gần Tết ngoài đường mấy người sai xỉn thiếu gì? Gần Tết ngoài đường mấy người sai xỉn thiếu gì? Ông á, có mắt như mù